Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Thế giới nghiêng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Kênh Surya Maps đưa tin, quân đội Nga tiến vào đường Spodivina và Jenny Shekogol hướng vào trung tâm thành phố. Các vị trí tiền tiêu mà quân đội Nga chiếm được nằm ở khu vực cao, cho phép kiểm soát nhiều vị trí của Ukraine ở vành đai rừng phía đông nam bằng hỏa lực việc Nga phá vỡ chuỗi cứ điểm ở phía Nam đã đặt lực lượng đối phương cố thủ trong những ngôi nhà nghỉ mùa hè và trận địa tên lửa phòng không cũ và tình thế bán bao vây. Điều này sẽ buộc quân đội Ukraine tại khu vực màu vàng nhạt trong bản đồ dưới đây phải rút lui, cho phép quân đội Nga có bàn đạp thích hợp để tấn công quận Kimik. Theo kênh SGS, cuộc tấn công mãnh liệt của Nga ở phía nam Abdika đang phát triển nhanh chóng. Lực lượng Nga gần như đã ở cuối phố Chernyshevsky, một khi tiếp cận đường màu đỏ trong bản đồ họ sẽ có quyền kiểm soát hỏa lực đối với toàn bộ phần đông nam của thành phố. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Ukraine tối 21 tháng 1 cho biết, trong ngày có 59 cuộc đụng độ diễn ra ở tiền tuyến, trong đó mặt trận nóng nhất là Avdivka, nơi lực lượng Ukraine đẩy lùi 14 cuộc tấn công của Nga. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết, nước này đã giành quyền kiểm soát ngôi làng Kromani ở vùng Kharkov. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine cũng xác nhận rằng lực lượng Kiev đã rút lui. Người phát ngôn quân đội Ukraine Volodymyr Fitio cho biết về Kiev mất đi Kromani không ảnh hưởng gì đến tình hình chung. Ông Fitio khẳng định, mục tiêu chính của chúng tôi là bảo vệ tính mạng của các binh sĩ Ukraine và họ rút lui đến các vị trí đã được chuẩn bị, đang tiếp tục tổ chức phòng thủ để ngăn chặn Nga tiến xa hơn. Ông cho biết Kromani có 5 ngôi nhà và trước chiến sự chỉ có 45 người sinh sống. Ông thông tin, việc quân đội Nga giành được vài trăm mét không gây ra hậu quả gì, không đe dọa tới các vị trí của Ukraine ở khu vực lân cận và cho đây là diễn biến chỉ có tính tạm thời vì chiến tuyến đang thay đổi hàng ngày. Tình báo Anh ngày 21 tháng 1 cho rằng lực lượng Nga đã tăng cường hoạt động tấn công dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở Ukraine, và điều này dường như khiến Moscow bị gia tăng tổn thất về cả nhân lực và vũ khí. Cơ quan này trích dẫn dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine từ ngày 19 tháng 1 cho thấy, số cuộc tấn công của Nga và tiền tuyến đã tăng 27% so với ngày hôm trước, Phía Anh cho rằng, mặt đất đóng băng cho phép các phương tiện bọc thép di chuyển dễ dàng hơn. Điều này có phần đáng kể khiến Nga tăng cường hoạt động tấn công. Nhà sản xuất máy bay không người lái UAV Drone mới đây cho biết, họ đã bàn giao hàng trăm mẫu UAV FPV cốc nhìn thứ nhất mang tên Ifenol Hoàng Ngục, do công ty này sản xuất cho lực lượng Nga đang chiến đấu tại chiến trường Ukraine. Đồng thời, công ty cho biết thêm, lực lượng này đã bắt đầu sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu của đối phương được biết uav hỏa ngục mới có thể thả cùng lúc chín quả lựu đạn theo kiểu giải thảm xuống chiến hào của ukraine ngoài ra uav này cũng rất hiệu quả khi tấn công các mục tiêu khác như phương tiện bọc thép hạng nhẹ theo rustenodron uav được trang bị thêm một camera chĩa xuống mặt đất để quan sát mục tiêu giúp cho nó có thể giải lựu đạn xuống chiến hào một cách chính xác trong lúc đang bay thay vì phải bay lượn để xác định vị trí của đối phương như các loại uav chỉ có camera phía trước Điều này làm tăng đáng kể khả năng sống sót của UAV, bởi trong lúc đang bay tìm mục tiêu, nó có thể bị bắn hạ bởi vũ khí nhỏ. Công ty cũng cho biết UAV có thể mang tải trọng vũ khí 4kg, tầm bay khoảng 5km, có thể mang theo lựu đạn VOG-17, GP-25 và các loại đầu đạn khác được thiết kế để thả xuống từ máy bay không người lái, bao gồm cả đạn phân mảnh và đạn nổ có sức công phá lớn. Theo thông tin từ Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết, vừa qua, lực lượng phòng vệ Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên hướng các thành phố Kubiansk, tỉnh Kharkov, Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka, tỉnh Donetsk và Zaporizhia, tỉnh Zaporizhia. Cụ thể, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Ukraine cho biết có tổng cộng 72 cuộc giao tranh trên các mặt trận, nhận định rằng tình hình hoạt động ở miền Đông và Nam Ukraine vẫn còn khó khăn. Trong ngày, quân đội Nga đã phóng 3 tên lửa đất đối không S-300V, SAM, nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở làng Novorodivka, tỉnh Donetsk, thực hiện 4 cuộc không kích và 25 cuộc tấn công từ nhiều bệ phóng rocket. Trên hướng tỉnh Kherson, các thành phố Kherson, Ochakiv và khu định cư Dmitrivka đều hứng chịu hỏa lực của pháo binh Nga. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga không từ bỏ ý định đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi bờ sông Dnep, tỉnh Kherson, với 6 đợt tấn công trong ngày nhưng đều không thành công. Tương tự, tỉnh trưởng Zaporizhia, Ông Yuri Marasco cũng báo cáo về một vụ pháo kích của Nga vào thành phố Huliai-Pole của tỉnh này khiến một dân thường bị thương. Người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Ihanat ngày 21 tháng 1 cho biết, việc dự trữ vũ khí và đạn dược ở Ukraine vô nghĩa do Nga có khả năng xác định và tấn công các địa điểm đó một cách hiệu quả. Ông Ihanat cũng cảnh báo máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất có thể trở thành mục tiêu tốt của Nga nếu Washington cung cấp cho Kiev. Ngoài ra, ông Ihanat thừa nhận hệ thống phòng không của Ukraine vẫn sẽ không hiệu quả trước khả năng tấn công của Nga, bất kể nguồn cung cấp của phương Tây, do Nga sở hữu quá nhiều hệ thống phòng không S-300. Những tháng gần đây, Ukraine liên tục phàn nàn về tình trạng thiếu hụt đạn dược do nguồn viện trợ từ phương Tây bị chậm lại. Mặt khác, quân đội Ukraine không thể dự trữ lượng đạn dược lớn do nguy cơ bị Nga tập kích. Ông Ihanat cho hay, chúng tôi không thể tiếp nhận một số lượng lớn tên lửa, phải cất chúng ở đâu đó và đối phương sớm hay muộn sẽ biết địa điểm lưu trữ. Để giúp Ukraine đối phó với tình trạng này, các nước phương Tây đã tuyên bố thành lập liên minh nhằm giúp Ukraine có thêm đạn dược. Một số nước bắt đầu hỗ trợ đào tạo vận hành và trang bị máy bay chiến đấu F-16 cho quân đội Ukraine. Hà Lan và Đan Mạch là hai nước dẫn đầu nỗ lực này, với cam kết cấp 61 chiếc F-16 cho Kiev. Theo thông tấn Nga cho biết, những cựu lính đánh thuê thuộc công ty quân sự tư nhân PMC Wagner đã quay trở lại khu định cư chiến dịch quân sự đặc biệt, nhưng là trong đội hình lực lượng vệ binh quốc gia Nga theo dữ liệu được công bố, Bộ Chỉ huy Wagner bắt đầu thành lập quân đoàn tình nguyện số 1 khi tư lệnh vệ binh quốc gia Nga Rosgavadia, Đại tướng Viktor Zorotov đề nghị họ thành lập một đơn vị trong đội hình nước này. Trước đó vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, Tổng thống Vladimir Putin đã ký luật về việc thành lập đơn vị tình nguyện trong lực lượng vệ binh quốc gia, cho phép bắt đầu thành lập quân đoàn tình nguyện số 1. Quy định nói rõ, binh sĩ Wagner sẽ hoạt động dưới sự chỉ đạo của Rosgavadia, để không liên quan tới bộ quốc phòng. Ngoài ra, các lính đánh thuê được đảm bảo việc giữ nguyên đội hình cũng như phù hiệu của mình. Trong cuộc phỏng vấn với Thông tấn Nga, phó chỉ huy của phân đội tác chiến mới thành lập cho biết, các binh sĩ của đơn vị hiện đang tiến hành phối hợp chiến đấu với đội hình cũ khi còn ở Khameton, đơn vị trực thuộc lực lượng đặc biệt Akamat, bao gồm các lính đánh thuê Wagner thuộc công ty quân sự tư nhân do ông Trùm Fgandy Prigozhin đứng đầu trước đó thành lập. Theo hãng Thông tấn Nga Tass, Ngày 21 tháng 1, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres lên án mạnh việc khu chợ Donetsk chúng pháo kích khiến 30 dân thường thiệt mạng. Phát ngôn viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết, Tổng thư ký lên án mạnh tất cả các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cả vụ pháo kích hôm 21 tháng 1 vào Donetsk. Các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Chúng là những hành động không thể chấp nhận được và phải dừng lại ngay lập tức. Chia sẻ với TASS cùng ngày, Chủ tịch Liên minh Thế giới các tín hữu cổ, ông Leonid Sebastianov, cho biết rằng ông đã có cuộc trò chuyện với giáo hoàng Francis. Theo ông, giáo hoàng lên án mạnh cuộc pháo kích của Ukraine vào Donetsk khiến nhiều người thiệt mạng và kêu gọi các bên bắt đầu đàm phán hòa bình. Ông nhắc lại lời giáo hoàng rằng chiến sự Nga-Ukraine đã đi vào bế tắc và chỉ có thể giải quyết thông qua đàm phán. Theo ông, cuộc xung đột sẽ tiếp tục mang lại nhiều đau khổ hơn cho dân thường Giáo hoàng kêu gọi các cuộc đàm phán hòa bình để các bên có thể thảo luận về các yêu sách chung và cách thức giải quyết chúng. Thông báo được Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cho biết đã đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine ở Kupiansk, Donetsk, Krasnilyman, đồng thời tiến hành tấn công các trạm radar, hệ thống pháo binh và nhiều mục tiêu khác của Ukraine. Nga cũng cho biết lực lượng phòng không của nước này đã chặn một số tên lửa và máy bay không người lái từ phía Ukraine. Trong khi đó, về phía Ukraine, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang nước này cũng tuyên bố tiếp tục các hoạt động tấn công theo nhiều hướng nhằm vào các mục tiêu quân sự của Nga, mục tiêu nhắm vào các cuộc tấn công và các hệ thống phòng không, kho đạn dược và các mục tiêu khác của Nga. Trong đó có một sở chỉ huy và một đơn vị tác chiến điện tử. Các chiến hào ở Ukraine đang tràn ngập chuột, được cho là đã lây lan căn bệnh khiến binh lính nôn mửa và chảy máu từ mắt, làm tê liệt khả năng chiến đấu, gợi nhớ lại những điều kiện khủng khiếp từng gây khó khăn cho quân đội trong chiến tranh chiến hào thời Thế chiến thứ nhất một nữ quân nhân Ukraine nhớ lại, tiểu đoàn của cô đã bị bao vây bởi dịch chuột vào mùa thu năm ngoái khi đang chiến đấu ở khu vực phía nam Zaporizhia. Các quân nhân Ukraine đã thử mọi cách để đuổi chuột khỏi hang như rắc thuốc độc, phun ammoniac, thậm chí là cổng nguyện. Các cửa hàng gần đó tích trữ các sản phẩm chống chuột và bán rất chạy. Tuy nhiên, khi lũ chuột tiếp tục đến, họ đã thử các phương pháp khác. Các video được binh lính Ukraine và Nga chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mức độ lây nhiễm ở tiền tuyến chuột nhắt được nhìn thấy đang bò quanh gầm giường, trong ba lô, máy phát điện, túi áo khoác và vỏ gối. Một bức ảnh khác cho thấy lũ chuột lao ra từ tháp súng cuối của Nga như những viên đạn từ khẩu Browning. Tình báo quân sự Ukraine vào tháng 12 đã báo cáo về một đợt bùng phát cơn sốt chuột ở nhiều đơn vị Nga xung quanh Kupiansk ở khu vực Kharkov, nơi mà Moscow đã cố gắng giành lấy trong nhiều tháng. Báo cáo cho biết căn bệnh này lây truyền từ chuột sang người bằng cách hít phải bụi phân chuột hoặc do ăn phải phân chuột trong thức ăn. CNN chưa thể xác minh độc lập báo cáo này, nhưng theo quân đội Ukraine, các triệu chứng khủng khiếp của căn bệnh này bao gồm sốt, phát ban, huyết áp thấp, xuất huyết ở mắt, nôn mửa và vì nó ảnh hưởng đến thận nên khiến đau lưng dữ dội và vấn đề về đi tiểu. Dẫn lời các quan chức giấu tên báo Washington Post mới đây đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom dài hạn ở Yemen sau 10 ngày không kích không làm suy yếu được khả năng của lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu ở biển đỏ. Tờ báo nói rõ chính quyền joe biden không mong đợi một hoạt động kéo dài như các chiến dịch của mỹ ở iraq hay afghanistan nhưng đồng thời cũng không thể đưa ra khung thời gian cụ thể khi nào năng lực quân sự của houthi sẽ bị suy giảm một cách thỏa đáng các nguồn tin cho biết thêm chiến lược của washington là hạn chế khả năng nhóm chiến binh nhắm mục tiêu vào các tàu ngoài khơi yemen hoặc ít nhất là tạo môi trường an toàn cho các công ty vận tải biển tiếp tục đưa tàu qua biển đỏ vào vịnh aden các quan chức tuyên bố nguyên nhân khiến tổng thống biden ra lệnh tấn công yemen là nhằm tìm cách duy trì vị thế quốc gia không thể thiếu của thế giới các cuộc tuần hành kêu gọi chính phủ israel đảm bảo an toàn cho các con tin đang được diễn ra tại nước này và một số nước có công dân bị bắt tuy nhiên thủ tướng israel benjamin netanyahu đã bác bỏ các điều kiện do hamas vừa đưa ra nhằm chấm dứt chiến tranh và thả con tin trong đó bao gồm việc israel phải rút quân hoàn toàn và để hamas nắm quyền ở gaza ông khẳng định sẽ tiếp tục các cuộc tấn công ở mọi mặt trận từ Gaza, Liban, Syria và bất kỳ nơi nào có khủng bố. Nếu chúng tôi đồng ý với điều này, những gì mà binh sĩ Israel đã làm được là vô ích. Chúng tôi sẽ không thể đảm bảo an ninh cho công dân của mình. Chỉ có chiến thắng hoàn toàn mới đảm bảo việc tiêu diệt Hamas và đưa tất cả con tin của chúng ta trở về. Thủ tướng Israel cũng khẳng định quyết tâm để giải Gaza phải được phi quân sự hóa và tương lai sẽ nằm dưới quyền kiểm soát an ninh hoàn toàn của Israel. Ông Netanyahu bác bỏ mọi sức ép từ trong nước và quốc tế, tuyên bố sẽ ngăn cản việc thành lập một nhà nước Palestine, điều mà ông cho rằng sẽ là mối đe dọa hiện hữu với Israel. Quan điểm cứng rắn của Thủ tướng Israel dường như đã phớt lờ cả mục tiêu của Mỹ, đồng minh số một đang sát cánh cùng quốc gia này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Karen đã bày tỏ rõ sự thất vọng về việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phản đối một nhà nước Palestine. Ông nhấn mạnh giải pháp hai nhà nước là cách duy nhất để chấm dứt xung đột ở Gaza cùng quan điểm như vậy ngoại trưởng pháp stefan sejone cũng khẳng định người dân palestine xứng đáng có một nhà nước có chủ quyền và pháp sẽ không thay đổi lập trường về giải pháp hai nhà nước israel và palestine cùng tồn tại đặc biệt tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres cảnh báo việc từ chối để một nhà nước palestine được thành lập sẽ khiến kéo dài vô thời hạn cuộc xung đột và đó là mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh toàn cầu khuyến khích những kẻ cực đoan ở khắp mọi nơi ông guterres cảnh báo về một cuộc xung đột lan rộng ra toàn trung đông Vừa qua, truyền thông dẫn lời ông Mikhail Polodiak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine cho biết những nỗ lực cô lập Nga của phương Tây hoàn toàn thất bại sau gần 2 năm kể từ khi xung đột nổ ra. Ông Podolyak cũng thừa nhận rằng Kiev đang gặp khó khăn nhất định trong việc huy động thêm quân. Trước đó vào tháng 11 năm 2023, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng từng bày tỏ lo ngại rằng Moscow không bị cô lập theo kế hoạch của phương Tây vì Trung Quốc và nhiều quốc gia khác đại diện cho Nam Bán Cầu từ chối tuân theo đường lối của phương Tây, thay vào đó vẫn giữ quan điểm trung lập. Không dừng lại ở đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng nói chiến dịch biến Nga thành một quốc gia bị cô lập của phương Tây đã thất bại. Trong khi đó, tại cuộc phỏng vấn với báo chí Đức vừa qua, ông Podolyak khẳng định khó xảy ra kịch bản các nước đồng minh châu Âu gửi quân đến Ukraine theo đề nghị của Kiev. Ông Podolyak cho biết, chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ sự trợ giúp nào từ đồng minh phương Tây nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào như vậy. Vị cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine cũng cho biết, dưới những khó khăn khi viện trợ từ phương Tây giảm, Kiev sẽ làm mọi cách để người dân hiểu được vai trò của họ trên chiến trường. Theo đó, sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè của Ukraine, các quan chức Kiev lo ngại về sự suy giảm quân số, cả về số lượng và chất lượng. Điều này thúc đẩy quân đội Ukraine tuyển thêm quân. Hiện tại các nghị sĩ Ukraine cũng đang thảo luận một đạo luật mới nhằm khắc phục những lỗ hổng trong nghĩa vụ quân sự ở nước này. Theo truyền hình Mỹ đưa tin, vừa qua bốn sĩ quan của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã thiệt mạng tại Syria trong một cuộc không kích nghi do Israel thực hiện. Cụ thể, hãng thông tấn Iran cho biết, quan chức phụ trách tình báo của IRGC tại Syria cùng cấp phó và hai sĩ quan khác đã thiệt mạng trong vụ không kích của Israel. Đại diện IRGC sau đó cũng xác nhận bốn cố vấn quân sự của nước này đã bị ám sát trong cuộc tập kích của Israel nhằm vào Damascus. Đài truyền hình quốc gia Syria cho biết cuộc tập kích xảy ra tại một tòa nhà ở khu Maze, vốn được sử dụng làm nơi làm việc của các cố vấn tới từ Iran. Được biết khu vực này đã bị tên lửa Israel san bằng. Kể từ khi xung đột israel hamas nổ ra, Tel Aviv đã tăng cường tập kích các mục tiêu thân Iran ở Syria. Trước đó vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, Trung tướng Mosavi, cố vấn cấp cao của IRGC, đã thiệt mạng trong một vụ không kích của Israel vào Damascus. Hội đồng tổng thống Yemen PLC ngày 21 tháng 1 triệu tập phiên họp khẩn để thảo luận phương hướng giải quyết tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở trong nước và hành động leo thang quân sự của lực lượng Houthi. Hội đồng tổng thống Yemen cảnh báo Houthi về những hậu quả của ý đồ đẩy mạnh tấn công nhắm vào các địa điểm dân sự và phá hoại nỗ lực hòa bình. Các nguồn tin từ chính phủ Yemen tiết lộ trong những ngày gần đây, lực lượng Houthi đã huy động và tái bố trí các tay súng, phương tiện và vũ khí trên nhiều mặt trận khác nhau ở quốc gia Ả Rập bị chiến tranh tàn phá này. Ngoài ra, Hội đồng Tổng thống Yemen bày tỏ đánh giá cao sự sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Yemen và các nhóm kháng chiến bảo vệ các thể chế nhà nước và chống lại những cuộc tấn công của Houthi. Hội đồng Tổng thống Yemen cũng xem xét những tác động tiềm tàng đối với hoạt động vận tải và thương mại toàn cầu do các vụ tấn công liên tiếp của Houthi trên biển đỏ gây ra, đồng thời bày tỏ hy vọng sự đoàn kết quốc tế sẽ góp phần nâng cao năng lực của Yemen trong công cuộc bảo vệ vùng biển và chủ quyền ông đốc Florida Ron DeSantis ngày 21 tháng 1 đã tuyên bố ngừng cuộc đua tranh cử tổng thống và quay sang ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Ông DeSantis nhận định, đối với tôi rõ ràng là đa số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng Hòa muốn cho ông Donald cho một cơ hội khác. Nếu có thể làm bất cứ điều gì để tạo ra một kết quả thuận lợi, thêm nhiều chiến dịch dừng lại, nhiều cuộc phỏng vấn hơn, tôi sẽ làm. Ông cho biết thêm, nhưng tôi không thể yêu cầu những người ủng hộ tình nguyện dành thời gian và quyên góp nguồn lực của họ nếu chúng tôi không có đường lối rõ ràng và đi đến chiến thắng. Vì vậy, hôm nay tôi quyết định dừng chiến dịch tranh cử. Thống đốc Florida sau đó tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump, ứng viên Tổng thống sáng giá nhất hiện nay của Đảng Cộng Hòa. Ông DeSantis cho biết, tuy tôi có những bất đồng với ông Trump, ví dụ như về cách ứng phó đại dịch COVID-19 hay việc ông ấy đề cao ông Anthony Fauci, nhưng ông Trump lại vượt trội so với Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Ông cũng cho rằng ông Trump là lựa chọn tốt hơn so với ứng cử viên Nikki Haley. Quyết định của ông DeSantis đưa ra sau cuộc trò chuyện với các nhà tài trợ những ngày qua, Ông nhận ra rằng ông không có con đường rõ ràng để đi đến chiến thắng, cũng như không có đủ sự hỗ trợ tài chính để tiếp tục tranh cử. Ông nói với những người ủng hộ rằng không có lý do gì để lãng phí thời gian và tiền bạc để trụ lại cuộc đua tranh cử Tổng thống. Hai nguồn tin nói rằng ông DeSantis biết mình còn trẻ và nếu muốn có cơ hội giành được đề cử Tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào năm 2028, ông ấy cần ủng hộ cho ông Trump. Với quyết định bỏ cuộc của ông DeSantis, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng của Đảng Cộng Hòa hiện nay có thể coi là cuộc đua song mã Ông Trump gần như nắm chắc nhận được đề cử để đại diện Đảng Cộng hòa ra tranh cử tổng thống. Điều này nhiều khả năng dẫn đến kịch bản tái đấu giữa ông Trump và tổng thống đương nhiệm Joe Biden vào tháng 11 tới. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Thế giới nghiêng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.